phục vụ 3.000 phòng khách sạn, shop thương mại 5 sao mũi né thành gà đẻ trứng vàng. Lý do nào khiến shop thương mại tại dự án Apex Madeleine Windom mũi né hấp dẫn đến vậy? Thị trường du lịch tiềm năng với lượng khách du lịch khổng lồ. Trong 2 năm trở lại đây, thị trường du lịch tại Bình Thuận tăng đột phá. Báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2018 Bình Thuận đã đón gần 5,8 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng tới 40% so với năm 2017. Trong đó có 675.000 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 12.851 tỷ đồng. Không những tăng về số lượng khách mà thời gian lưu trú của khách du lịch cũng được kéo dài hơn, trung bình 3.95 ngày. Thời gian lưu trú dài khiến nhu cầu mua sắm của du khách sẽ tăng mạnh, điều này mang lại cơ hội phát triển cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nói chung và phân khúc shop thương mại tại các điểm du lịch trở thành hàng nóng hấp dẫn các nhà đầu tư. Shop thương mại nằm trong khu nghỉ dưỡng năm sao lớn nhất Bình Thuận Dự án Avec Madeleine de mũi né tọa lạc tại bờ biển đẹp, cùng những tiện ích dịch vụ đẳng cấp 5 sao được các chuyên gia du lịch dự đoán, sẽ trở thành một trong năm khách sạn hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Với số lượng căn can đâu theo lên tới 3.000 phòng, cùng với đó là khả năng vận hành dày dạn kinh nghiệm của Windom Hotel Group đã được kiểm chứng tại hơn 9.000 khách sạn trên 75 quốc gia. Lượng khách du lịch nghỉ dưỡng tại dự án Avec Madeleine de mũi né, dự kiến những lúc cao điểm sẽ lên tới 5-6.000 khách trên ngày chưa kể đến tâm huyết của apec group trong việc phát triển du lịch mũi né bằng cách triển khai hàng loạt các tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu của du khách như hệ thống xe buýt đưa đón du khách từ sân bay tới dự án hay tới các điểm du lịch chuỗi nhà hàng đẳng cấp hệ thống spa gym du bang fitness tiêu chuẩn quốc tế đây được coi là một hình thức thu hút du khách và kéo dài thời gian lưu trú của du khách hiệu quả nhất điều này sẽ giúp cho shop thương mại phát huy được lợi thế gấp bội vì đón tiếp nguồn khách khổng lồ đây được coi là vị trí kinh doanh đắt giá, là cơ sở chứng minh tiềm năng khai thác kinh doanh hiệu quả của mô hình shop thương mại, từ đó mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Số lượng các căn shop thương mại có giới hạn mang đến tiềm năng tăng giá vô hạn. Thị trường tiềm năng là thế nhưng số lượng shop thương mại tại dự án der Mui Né là có hạn với khoảng 80 lô gồm các shop thương mại một tầng và hai tầng. Với 3.000 căn can đầu theo tại dự án thì 80 căn shop house là một con số quá ít. So sánh nhu cầu với nguồn cung, như muối bỏ bể sẽ không bao giờ thỏa mãn được khao khát đầu tư của những nhà đầu tư sành sỏi. Sự khan hiếm khiến shop thương mại tại dự án Atecma Delevingne mũi Né trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, bởi các nhà đầu tư không ai muốn bỏ qua cơ hội sinh lời hấp dẫn đến vậy. Thiết kế ấn tượng, diện tích linh hoạt dễ đầu tư, được thiết kế với phong cách kiến trúc đột phá, nhấn mạnh vào không gian mở, vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa đảm bảo tính sang trọng và hiện đại với mặt tiền rộng, chủ sở hữu, có thể linh hoạt sắp xếp không gian tầng 1 kinh doanh và tầng 2 phục vụ sinh hoạt của gia đình. Diện tích shop thương mại linh hoạt, từ 40m2 đến 130m2 có thể đa dạng hóa kinh doanh từ dịch vụ ăn uống, mua sắm, dịch vụ, phục vụ du khách. Ngoài việc tự kinh doanh, nhà đầu tư hoàn toàn có thể cho thuê lại, bởi nhu cầu tìm thuê shop thương mại luôn rất cao. Vị trí đẹp, tiềm năng khai thác kinh doanh lớn, khả năng thanh khoản tốt, dễ dàng mua bán cho thuê và có thể tăng giá trị theo thời gian nhờ vào tính sinh lời tốt. Vì vậy mà shop thương mại, tại Apex Madeleine đơm mũi né đang có được sức hút tốt trên thị trường bất động sản. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.